cửa hàng Trâm Sang bến trà Đại Đình. Chúc Đại Đình vui vẻ sức khỏe, làm ăn phát tài phát lộc ha. Nay thì Sang có con cua 355 mới tiễn bên Nhật về. Chút xíu nữa Sang mời cả nhà xem cái video cắt bọc của em này từ bên Nhật về như thế nào ha. Rồi đây cho cả nhà xem ha. Rồi mời cả nhà xem video cắt bọc và chùi rửa vệ sinh và test máy em nó. Là mấy cưa Sang tiễn ở bển về luôn ha, về tiễn thẳng ở bển về ha. Nay Sang chia sẻ cho cả nhà xem là máy bên Sang nguồn gốc như thế nào ha. Đây tiễn thẳng bên Nhật về ha, tem phiếu vẫn còn ha. Rồi giờ Sang sẽ tiến hành gập giấy và khui cho cả nhà xem ha. Trong đây là máy gì ha, đây là máy cưa. Gói rất là kỹ nha cả nhà. Hàng là chơi là sang bán, là cửa hàng sang bán khác biệt cái mọi cửa hàng khác ha. Đây là con cưa, con này là con Sinowa, cũng Sinowa quá, không biết phải Sinowa không. Đúng rồi, đây là con Sinowa. Đọc cái bọc xem coi. Đây tem phiếu rồi nè, chữ tiếng Nhật không nghe cả nhà. Đây ha, họ băng keo dán rất là kỹ ha. Đây là con Sinowa 355 ha. Đây. Sang đã ra rồi, Sang sẽ vệ sinh nó ha. Và trước mắt thì có video khui bọc cái đã. Người ta mua máy trong thùng, khui máy thùng mình thì mua máy cũ nên là chỉ có bọc để khui thôi ha cả nhà. Bên Nhật họ quấn, họ gói rất là kỹ nha. Máy rất là đẹp nha cả nhà, gần như là khỏi vệ sinh luôn. Ok chưa? Khoan em từ từ chạy máy em, để anh. Ôi ôi máy nè, quá tuyệt vời mặt trời ha. Thường thường là cả nhà thấy là hàng bãi này sẽ dơ giấy rồi nó nhớt nhem tèm lem tức lúc ha. Nhưng mà hàng mình lựa, hàng mình tiễn ở bển nên về nó sẽ sạch sẽ ha. Này là gần như là về là khỏi rửa vệ sinh gì luôn rồi. Nhưng mà Sang thì hơi kỹ nên sẽ vệ sinh ha, vệ sinh sạch sẽ ha. Máy này có thể là châm xăng vô chạy luôn. Máy quá đã. Rồi, clip mở bọc em Sinowa 355 ha. Rồi giờ Sang sẽ tiến hành chùi rửa vệ sinh em nó. Đây là con Sinowa 355 nha cả nhà. Lam nó còn cái mỏ của con đầu lam, nó có mỏ của con chim đang đục cây nha, chim gõ kiến gì đó nha. Đây. Ôi trời máy. Ôi. Đây, Sang máy này Sang chưa có tháo ra vệ sinh nha, chút xíu nó Sang sẽ tháo ra vệ sinh nha. Đây mã số máy của nó ha. Quá trời máy này đẹp. Đây, hàng tiễn nó bán dễ ha. Nên chất lượng thì cả nhà yên tâm ha. Giờ Sang sẽ tiến hành tháo em nó ra vệ sinh sạch sẽ ha. Rồi ai thích máy này liên hệ số điện thoại trên màn hình, gặp trực tiếp Sang ha. Cuối video Sang sẽ báo giá máy này cho cả nhà luôn nha. Rồi mời cả nhà đón xem hết video chùi rửa vệ sinh em nó. Thấy hay thì nhớ like nha để ủng hộ Sang ha. Rồi tiếp tục cả nhà, sau khi mình rửa xong, mình gã ra rồi mình rửa một nước rồi, giờ tiến hành mình sẽ rửa với dầu ha. Bây giờ trước mắt thì mình rửa ốc trước ha, rồi sau đó mình rửa cái phần thân máy chính ha, rồi sau đó mình bắn nước một quận nữa, rồi sau đó mình sẽ rửa xà bông. Rửa xà bông xong mình sẽ bắn nước một quận nữa, rồi mình sẽ phơi cho nó khô rồi mình gáp ha. Ví dụ mà trời có mưa thì bên Sang sẽ sấy ha, sấy cho nó khô rồi Sang gáp vô ha. Rồi mời cả nhà đón xem clip gáp máy ha. Cả nhà đây là con Sang đã vệ sinh sạch sẽ ha. Máy rất là đẹp nha, máy nó rất là mới nha. Ai thích máy này liên hệ số điện thoại cho màn hình, gặp trực tiếp Sang ha. Máy này Sang sẽ báo giá sau clip nha. Máy rất là mới nè cả nhà. Sang sẽ quay cho cả nhà xem máy nè. Ồ bê tông còn đẹp luôn ha. Khói chưa đóng khói luôn, để Sang gắn cái bánh chớn vô quay cho nó dễ ha. Máy rất là đẹp đây. Đó máy nè. Thường thường đó bê tông ở trên nè.
đầu bê tông mà nó còn trắng tươi luôn nha cả nhà, máy còn rất là đẹp, rất là mới nha. Máy này thì khách hàng nào mà chờ đợi gì nữa mà không có liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp trực tiếp sang ha. Máy bóng nè ha, chùi rửa vệ sinh ra rất là đẹp nha, máy quá ok ha. Đây ha, đó, tại vì trời mưa sang bắt đèn led nên nó hơi chói ha, chứ không mưa là không có bắt đèn led. Máy bình xăng lớn nè ha, kịp làm nè ha, bằng nè ha, qua lăng mâm lửa nè, qua lăng mâm lửa nè. Thường thường qua lăng mâm lửa đóng bụi nhiều nhất, nhưng mà con này thì nó còn vàng khè luôn ha, xin qua luôn ha. Đây ha, trắng tươi mà nó vàng khè kiểu này thì tiếc gì một cuộc gọi không lấy máy này về xài ha cả nhà. Rồi đây, ốc ác sen rửa vệ sinh xong đây ha, vàng khè hết rồi. Sen mời cả nhà đón xem hết cuối clip xem máy này nó đẹp như thế nào ha. Ok ha, máy chạy garanti nha cả nhà. Sen nó gắp hoàn thành rồi ha, máy rất là đẹp nha, còn rất là mới nha. Ok chưa, quá là đẹp ha. Khách hàng nào thích máy này liên hệ số điện thoại trên màn hình nha. Thấy video này hay thì like cho Sang nha. Sắp nằm đây ha. Giờ Sang sẽ tiến hành vệ sinh ha. Cái này thì trời của Sang ở ngoài trời đang mưa ha, mưa rất là lớn nha cả nhà. Này thì Sang bắt đèn led nên nó chưa có sự mà gọi là đẹp của em nó ha. Em nó rất là đẹp, cái màu ở trong, cái màu ở ngoài thì nó bắt đèn led đó, nên nó dạ, nó hơi kêu sao ta, nó hơi nổi, nó đỏ này, đỏ rực nha cả nhà. Còn cái này là màu đỏ nên nó nói chung là nó hơi tối màu chút xíu, ở ngoài nó sẽ tối hơn chút nè. Bóng zin còn luôn nè ha, ý là bật đèn led mà còn thấy cái độ bóng của nó nè, hàm rồng nè ha. Máy này quá mới nha. Rồi để xem sẽ tiến hành gắp lam lử vô ha, mời cả nhà đón xem tiếp video. Cái lam của máy ha, cái lam của máy từ sen đo từ đích cho tới đầu là 48 cm nha cả nhà, 48-49 cm ha. Rồi để xem sẽ tiến hành gắp vô ha, đây gắp vô ha. Rồi ok ha, sau khi sen đã gắp lam lử thì hoàn thành cái máy hay cả nhà, làm gì của nó ha, còn cái con chim mỏ kiến đã ha. Rồi ha, cái màu thực tế nó sẽ hơi tối hơn cái màu này ha cả nhà, tại vì trời mưa sen bắt đèn led á nên cái màu nó hơi rực ha. Rồi sen sẽ test máy, tại mình nên sen quay á nên cả nhà thông cảm nha. Một cái máy hoàn hảo ha. Rồi video đến đây đã kết thúc. Khách hàng nào thích máy này liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp trực tiếp Sang. Máy này Sang sẽ bán cái giá là chi ăn khách hàng. Cảm ơn khách hàng đã đăng ký kênh và theo dõi suốt thời gian qua mà chưa được chọn được cái máy cưa nào vừa ý á, thì hôm nay Sang sẽ chi ăn luôn. Máy này Sang sẽ bán báo giá là nó sẽ nằm trên khoảng trên 4 triệu chút xíu ha. Rồi còn muốn biết chính xác 4 triệu mấy á, thì liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp trực tiếp Sang ha, không thì Zalo ha, Zalo mở cứ bấm vô là có tên trong Sang là cứ gọi thoải mái ha, khỏi tốn tiền ha. Rồi quên nữa, cái mã số máy nằm đây, wow cháo quá. Đấy, mời cả nhà xem cái mã số máy ha. Đó, mã số máy chá quá, chá ha cả nhà. Đây cái mã số máy nha, đó ha. Rồi Sang sẽ nhắc lại cái giá 4 triệu, trên 4 triệu là cái giá Sang chi ăn nha. Chỉ có một máy này duy nhất nha, tại vì bán máy này gần như là bán về vốn cho cả nhà. Chung là lâu lâu phải
Cảm ơn những khách hàng nào mà đã đăng ký và ủng hộ cửa hàng suốt thời gian qua nha. Rồi Sang chào tạm biệt. Rồi hãy đăng ký kênh Sang còn nhiều máy khui bọc nữa ha. Rồi xin chào.